10 cắt là được nhiêu bao, 20 bao hả? 220 bao. Này hơi đắt thôi chú. Xử lý hai công đất lúa giống đài thơm các bạn. Đây bà con mình bán được 8.000 một ký lúa tươi ha. Để coi hai công này được bao nhiêu bao ha. Đưa lên nhiêu bao chú? Hả? Đưa lên nhiêu bao vậy? 30 bao á. 30 ha. Để coi để nhớ hết là công 15 bao ha. Thấy vàng lúa cũng sáng cực rồi. Hiện tại máy đang thả vạc nha các bạn. Hai công đất thì mấy cầm nó nằm chắc chạy tích tắc thôi. Đây có chuột chạy vô mé. Cắt cặp cái bờ chuối các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Long Thạnh, huyện Cần Giờ, tỉnh Kiên Giang. Chia sẻ cho các bạn cùng xem là chiếc máy cắt KC 105 mít thu hoạch lúa đài thơm. Đây bà con mình bán được 8.000 một ký lúa tươi nha. Hiện tại thì giá lúa lên 8.500 đồng rồi các bạn. Đây hai công mà chú chủ ruộng đưa lên 15 cái bao nha. Coi đựng hết không. Thấy dàn lúa cũng khá là trúng. Cũng chưa biết là 15 cái bao này đựng đủ không. Có mấy bạn với một số anh đi bắt chuột nha. Ở đây thì cắt cặp bờ kênh hay có chuột đúng không các bạn. Hai công đất thì máy chạy được 5 len này các bạn. Chạy được con nữa rồi nha. Máy chạy quá nhanh nè. Có chuột chạy nha. Wow, dính nè, chuột quá bự nha. Chạy ơi.
Dạ cao quá. Chuẩn bị lên cuối nha các bạn. Hai công đất thì máy 105m chạy rất là nhanh ha. Rồi xem mình đón xem có chuột không nha các bạn. Trong đất này. Nhiều bao chú? Mấy? Rồi, 10 cái là được nhiêu bao? 20 bao hả? À, 2 công 20 bao. Đất đó chú. Dạ. Chung xả ngay mưa thì cũng mấy năng sức mình giảm rồi. Ừ. Rồi cái ở đây mình có xài vụ ba nữa không chú? Không. Rồi vậy là bỏ đồng mình đấy ha. Đồng rồi. Tới tầm tháng mấy mình mới xả lại Đông Sơn? Tháng 10 hả? Ta kêu xả giờ nào mình xả giờ đó. Dạ. Ở đây đi bao mà. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi hiện tại thì miếng ruộng của chú hai công đất lúa Đài Thơm mà chú đem ra 30 cái bao các bạn. Hiện tại thì máy 105m cắt xong thì đựng được có 20 cái à. Còn dư lại tới 10 cái nữa các bạn. Vậy là hai công đất mỗi công chỉ được có 10 bao thôi ha. Giờ mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn một ngày mới an lành, gặp thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình đi khám phá những chiếc máy cắt cũng như là những cánh đồng khác nha.